Kem blog mới nấm. Xin chào mọi người, hôm nay mình có một trái thơm mình mang đi cắt, mình gọt vỏ, mình là làm sạch trái thơm, rồi sau đó thì mình sẽ làm một cái món, đó là thơm lắc muối ớt nha mọi người. Thơm mà lắc với muối ớt thì thôi rồi, khỏi nói nha, chỉ cần mình thấy trái thơm là mình đã nhuyễn nhão rồi nha mọi người, mà cộng với muối ớt nữa thì thôi rồi, khỏi nói luôn, cực kỳ là ngon nhất nách nha mọi người. Sau khi mình đã cắt trái thơm xong rồi, bổ đôi trái thơm ra và cắt miếng miếng thôi mọi người ơi. Bây giờ mình cắt cho hết trái thơm này bỏ vào cái thố, rồi sau đó thì mình đem đi lắc muối ớt thôi mọi người trái thơm tuy là mình mua nó không có mật lắm nhưng mà nó vẫn ngọt nha mọi người. Thơm nó cũng không chua lắm. Trái thơm này ăn rất là ngon. Rồi mình đã cắt xong, bây giờ mình có chuẩn bị chén muối ớt, mình cho muối ớt vào. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Bây giờ cái khâu này mình lắc lên này, mình xóc lên này cho nó thấm cái muối vào cái miếng thơm, cực kỳ là ngon mọi người ơi. Rồi bây giờ mình đã lắc xong, mình mời mọi người cùng thưởng thức cái món thơm lắc muối ớt nha mọi người. Chỉ cần nhìn thôi là muốn ăn.